Giá dầu tăng vọt trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới do lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông, cũng như kỳ vọng tích cực về nhu cầu dầu tăng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và kích thích kinh tế ở Trung Quốc. Giá dầu thô Brent có lúc tăng lên 78,37 đô la Mỹ một thùng trong phiên giao dịch ngày 2 tháng 1, trong khi dầu thô WTI đạt 72,81 đô la Mỹ một thùng. Theo một cuộc khảo sát các nhà kinh tế của hãng tin Reuters, giá dầu thô Brent được dự đoán đạt mức trung bình 82,56 đô la Mỹ một thùng trong năm nay, cao hơn một chút so với mức trung bình năm 2023 là 82,17 đô la Mỹ. Nguyên nhân được cho là do tăng trưởng toàn cầu yếu sẽ hạn chế nhu cầu, bất chấp căng thẳng địa chính trị có thể đẩy giá dầu lên. Ông Lian Li, nhà phân tích tại công ty dịch vụ tài chính CMC Market có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc, nhận định giá dầu có thể bị ảnh hưởng do sự leo thang căng thẳng ở Biển Đỏ cuối tuần qua và nhu cầu tăng cao trong dịp lễ hội mùa xuân ở Trung Quốc, đặc biệt là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào đầu tháng 2 tới. Trong khi đó, nỗi lo xung đột lan rộng có thể buộc các tuyến vận chuyển dầu quan trọng như Biển Đỏ và eo biển Hormuz ở vùng vịnh đóng cửa. Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran, tàu chiến Amber của Iran đã tiến vào Biển Đỏ hôm 1 tháng 1, chỉ vài giờ sau khi Mỹ tuyên bố đánh chìm 3 tàu, tiêu diệt 10 tay súng Houthi. Song song đó, Anh cảnh báo họ sẽ ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền và mối đe dọa đối với quyền tự do hàng hải ở Biển Đỏ. Sự hiện diện của tàu chiến Iran có thể làm gia tăng căng thẳng vốn đã cao ở Trung Đông trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas chưa biết khi nào mới chấm dứt. Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy ít nhất 4 tàu chở dầu diesel và nhiên liệu máy bay từ Trung Đông, Ấn Độ tới châu Âu đang đi vòng quanh châu Phi để tránh Biển Đỏ. Một nhà phân tích năng lượng cấp cao thuộc công ty quản lý tài sản Bernstein của Mỹ nói với đài CNBC rằng bất kỳ sự leo thang xung đột nào trong khu vực này chắc chắn sẽ làm tăng thêm rủi ro cho giá dầu Brent. Tuy nhiên, ông đánh giá hiện chưa có tác động lớn nào đến giá dầu.